Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một sản phẩm do công ty cổ phần Đức Thiên Huy tôi sản xuất. Sản phẩm đó là tủ giữ nóng bánh bao. Tủ này có kích thước là 360 x 360 và cao là 720. Tủ này sử dụng điện là một pha. Tủ có bốn mặt xung quanh quay bằng kính và bên trong tủ là có 4 giá để bánh bao, trung bình mỗi giá có thể để được từ 4 đến 5 chiếc bánh tùy vào kích thước của các loại bánh khác nhau. Trước tiên tôi giới thiệu cơ bản với các bạn về kích thước như vậy. Và đây các bạn hãy quan sát, đây là mặt tiền của mặt điều khiển của chiếc tủ. Đây là chiếc ống thăm nước. Còn đây là đèn báo nguồn chạy, đây là công tắc đèn chiếu sáng ở trong tủ, và đây là công tắc điều khiển, và đây nó là chỉnh nhiệt. Vâng, và đây là chiếc tay nắm và mới được chúng tôi cải tiến. Đây là thế hệ tủ thứ 3 của do xưởng sản xuất, và đây là chiếc tay nắm đã được cải tiến qua một số kỹ sư đã nghiên cứu và cải tiến, đã được hoàn thiện khá là hoàn chỉnh rồi về công năng cũng như là về cái thận độ thẩm mỹ của sản phẩm. Và sau đây là chúng tôi sẽ cắm thử điện và hướng dẫn các bạn cơ bản để sử dụng như nào. Đây tôi sẽ cho thử một cái giá đặt bánh bao và để các bạn có thể xem. Đấy. Ngoài ra thì bên trong đây có một chiếc nắp đậy nữa. Chiếc nắp đậy này với mục đích là nó để là hạn chế cái lượng hơi để trong quá trình làm bốc hơi, thì nếu mà lượng hơi quá nhiều thì có thể ảnh hưởng đến cái sản phẩm bánh bao. Sau đây tôi sẽ múc thử nước và để chúng ta sẽ chạy thử sản phẩm này. Đấy, các bạn nhìn bên trong này có một chiếc cổng hay người ta gọi là điện trở ướt với công suất là khoảng 1000W, sử dụng điện một pha. Và đây trong đây nó chính là một que thăm nhiệt, chúng ta dùng để điều chỉnh nhiệt độ theo mong muốn. Và bây giờ tôi sẽ bật thử sản phẩm này cho các bạn xem. Đấy. Và sau khi đã đổ nước thì chúng ta sẽ tiến hành bật điện để chạy thử. Đấy. Các bạn nhìn đây, đèn nguồn này vẫn chưa sáng. Tại vì sao? Vì là tôi chưa vặn cái phần chỉnh nhiệt lên. Khi chúng ta vặn chỉnh nhiệt lên thì là đấy, các bạn nhìn này, đèn đã sáng và kim chỉ nhiệt độ là đang là ở mức ngưỡng khoảng tầm 40 độ C. Và bây giờ tôi sẽ cho nhiệt độ lên, mắc công suất lên, và tôi sẽ đóng cửa tủ lại, các bạn sẽ chờ đợi để tí nữa nước sẽ sôi. Trong quá trình chờ đợi thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là một chút nữa về sản phẩm. Đây, sản phẩm này như kính của chúng tôi đang làm, nó là kính cường lực dày 6mm. Tất cả các mặt dụng kính đều là kính cường lực. Bóng đèn thì nó là chính là bóng đèn LED loại công suất là 5W. Tuổi thọ thì trung bình là khoảng 10.000 giờ thắp sáng. Sản phẩm này, tủ bánh bao này chúng tôi đã sẽ bảo hành 1 năm và một đổi một trong vòng tháng đầu tiên. Còn riêng phần inox của tôi sẽ bảo hành 3 năm. Đây các bạn nhìn đây, nước đã bắt đầu bốc hơi và phần
bọt đang liên tục sôi lên từ cái thanh điện trở này. Trên mặt của cái phần mặt của cái đáy tủ này thì chúng tôi có khoan mấy lỗ. Cái lỗ này dùng để thoát nước. Thoát nước khi nước bốc hơi nhiều và sẽ ngưng tụ trên mặt này. Và sẽ nước sẽ ngưng tụ nhiều sẽ chảy qua bốn lỗ này, chảy xuống một cái hố chứa bên dưới. Hố đó chúng tôi có đặt một vừa để chứa nước và vừa để gắn một chiếc phao để cảm biến mất nước. Chiếc tủ này nếu như mà bị mất nước thì tủ sẽ tự động là ngắt điện và bảo vệ thiết bị điện cũng như bảo vệ tủ. Đấy, các bạn thấy đấy, hơi nước đã bắt đầu mờ kính, mà một chút và tí nó sẽ tự trong trở lại. Các bạn lưu ý giúp tôi là khi đổ nước thì mình sẽ đổ ở trên mức min này. Như trung bình chúng tôi hay đổ thì đối với những cái loại là chúng tôi hay sử dụng loại K này. K này là K 2.5 lít. Thường thì chúng tôi sẽ múc khoảng 1.5K nước này và đổ thì cái lượng nước nó sẽ ở trên cái mức min. Các bạn thấy nước nó rất nhanh sôi. Trung bình thì là thời gian sôi của nhiệt độ sôi thời gian sôi của cái tủ bánh bao này là lên khoảng tầm 6 đến 7 phút. Tùy vào cái điều kiện thời tiết và cũng như là cái nhiệt độ của môi trường. Đấy, các bạn thấy đấy. Rồi, các bạn nhìn này, tôi sẽ sửa thiết bị điện này. Nếu như mà tôi vặn nhiệt độ về, đấy, thì ống đèn báo sẽ ngắt đi. Các bạn cùng xem sơ bộ về phần tôi sẽ giới thiệu các bạn về sơ bộ bên phần bên trong của đáy của chiếc tủ phần điện. Các bạn nhìn đây, cái này đây chính là chiếc phao này cảm biến mất nước. Nếu như mà nước sẽ cạn bên dưới mức phao chiếc phao này thì hệ thống điện trong này sẽ tự động ngắt đi. Và chúng tôi đang sử dụng phần điều khiển, đây chính là chứng nhận chiếc điều khiển chiếc rơ le trung gian, chiếc rơ le 8 chân. Đây, chính các bạn nhìn này, đây là chiếc cổng điện hay gọi là điện trở đấy. Công suất là 1 kW. Đây là phần chiếc hố nhỏ. Đã có rất nhiều khách hàng nói với chúng tôi rằng là tại sao mà đổ nước rồi mà vẫn không lên mà sao lại hao nước thế. Chính là vì chiếc hố nhỏ này được thông với một chiếc hố lớn thông qua một ống inox. Chính vì thế mà mỗi lần đổ nước chúng ta phải nên đổ từ 1.5K nước để đảm bảo thời gian đun và cũng như là chế độ làm việc của chiếc tủ. Các bạn nhìn. Ở đây các bạn nhìn đây, đây là cảm biến cái đầu cảm biến nhiệt, đầu dò nhiệt. Đây chính là cân đối chỉnh nhiệt. Thường thì khi mà mới bật tủ thì chúng ta sẽ nên bật max công suất để cho nước sôi và nhanh làm nóng bánh bao. Sau khoảng 15 phút sôi thì chúng ta sẽ giảm nhiệt độ. Đây các bạn nhìn. Đây. Đấy. Kính đã bắt đầu trong trở lại. Sau khi lượng nước nó sẽ ngưng tụ khá là nhiều trên những chiếc kính này, tập kính. Đây các bạn nhìn. Và dần dần nó sẽ trong trở lại sau khoảng 15 phút sôi. Đấy. Đấy.
Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn mua tủ bánh bao thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0901 727239. Chúng tôi có rất nhiều ưu đãi và cũng như là cho những khách hàng mới, đặc biệt là những khách hàng bán buôn. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn.